và Mã Nhi cùng với tất cả mọi người bên bao gồm kênh Long Khánh của em đã có mặt ở thành phố Cần Thơ. Rồi, Cần Thơ xin chào cả nhà. Đây bữa nay là nhà nhắn ai đi về miền đất phương Nam mà bữa nay là Mã Nhi dễ thương tặng cho mình với lại bé Ngọc đó với lại má đầu tư cho hai đứa con là hai bộ đây má của em chị Mô luôn. Đó. Thì rất là đẹp. Khi mà Mã Nhi mời mình ăn cơm ở nhà hàng Mã Nhi thì mình lại muốn là mời Mã Nhi cùng với mình trải nghiệm đêm Cần Thơ. Đây mình mời Mã Nhi đây nha, đi thôi. Má con mình sẽ đi du thuyền Cần Thơ nha. Dạ, đi du thuyền Cần Thơ nha cả nhà. Đi chị ơi. À chào em. À vô chụp hình ok luôn. Ok chị nghe cảm ơn nha hai chị em. Nha giống nhau. Bữa nay tôi mặc đồ bà ba mà mấy dây kêu quốc dày á, cùng màu luôn. Áo với quần màu vàng. Đi má. Chào anh. Đại gia đình ơi, phía sau lưng của Nga đó là du thuyền Cần Thơ. Nhưng mà tiếc một cái là có tiếng nhạc. Nó khổ vậy á. Cho nên Nga xin phép là vô trong đây Nga review nhưng Nga sẽ để nhạc của mình nha. Mong đại gia đình có gì thông cảm với tiếng nhạc bị bản quyền là cắt luôn cái video của Nga luôn là Nga. Không có gì chiếu cho cả nhà coi. Bây giờ mình sẽ đi bây giờ qua cái phố đi bộ hả má? Cầu đi bộ Cần Thơ. Dạ bắt đầu vô đông mình tiếc ghê, mình rất là muốn vô luôn chị Phú ha. Mà bây giờ có tiếng nhạc buồn quá, buồn 5 giây thôi. Tại vì có Mã Nhi mất gì phải buồn đúng không á? Mình không đi được chỗ khe này, mình đi chỗ kia. Đúng rồi. Khi má nào mà bị cúp điện tắt đèn không có nhạc mình lên. Đúng rồi, má con đi qua cầu đi bộ, còn đây là du thuyền Ninh Kiều. Du thuyền Ninh Kiều. Thấy hình như là ở đây mọi người đang đứng đi tập đi bộ, tản bộ đồ. Đúng rồi, cũng sắp sửa đi xuống thuyền đông rồi. Bò. Tối đây ngắm mọi người đi bộ cũng thích quá nhà, mát quá má ơi. Đúng rồi, mát lắm con. Má thấy vui không? Quá vui luôn. Mình lần đầu mình mới đi miền Tây mà. Má lần đầu đi miền Tây hả? Đi miền Tây nha. Nếu nghe nè, em nói thật cái chị nói thật với em ha. Dạ. Cái mặt em nó sáng rực như chăn gầm vậy đó. Dạ. Em ngồi lên cái xe mà mấy đứa con chị không thấy mà chị thấy em. Đẹp quá trời đẹp. Nước da của má con ở ngoài đúng, trắng á má Nhi. Dạ. Má Nhi cũng trắng nữa. Tây. Dạ. Con thì đem thui rồi. Nhưng mà hai chị em mình giống Tây thật. Dạ dạ. Có hai chị Nam. Ôi, má Nhi thì mũi cao nữa. Mũi cao đẹp. Ồ, đây người ta đi quá trời đông luôn nè chị Phú. Cái đèn. Ồ, cái biểu tượng của cái thuyền này chị Phú ơi. Biểu tượng sao chị như cái đẹp nha. Wow. Ninh Kiều. Ghé bến Ninh Kiều trên Cần Thơ. Nói câu. Con chào bà. Bà. Dạ số đi cô. Ở đây mình thấy là nhiều người bán vé số ha. Nhưng mà tiếc là con không biết chơi vé số luôn á. Du thuyền Ninh Kiều là ở đây có nhiều cái thuyền để mà chở mình đi. Nhưng mà con thấy là cái du thuyền Cần Thơ đó đẹp nhất. Đúng. Như là cái vương miện nữ hoàng ấy ba năm. Đấy nhưng mà tại vì có tiếng nhạc mình tiếc. Thôi giờ má con mình đi cầu đi bộ tuyệt vời đằng kia. Ô tòa hoa sen. Đúng rồi. Ở đây là cái gì ạ? Trời đất ơi cây xúc xích gì mà bự thế. Dạ mình đi xuống cầu đó má. Trời ơi má ơi, từ đây xa bên kia kìa. Ê hello mấy con. Trời thích quá má Nhi ơi. Đúng rồi. Với con gái với em. Má Nhi á rất là muốn mình đi lên cầu Cần Thơ, cầu Ninh Kiều để mà ăn một bữa tối ở trên du thuyền nhưng mà tiếc là có tiếng nhạc. Mình muốn gửi đến đại gia đình rất là nhiều video hay nhưng mà nếu mà có tiếng nhạc là bản quyền nó sẽ bị đánh. Nó khổ như vậy nên thôi. Bây giờ là Mã Nhi sẽ cùng với Nga Sumo và kênh Long Khánh của em dạo một vòng. Sau đó thì giờ qua kênh của chị Phương Diệp Phú. Chị Phương Diệp Phú sẽ đi ăn ở trong vòng vòng chợ đêm nè ha. Rồi chị em mình sẽ kiếm một cái gì đó lai rai.
Đây, mình đi à, mình đi xuống mình kiếm đồ ăn đi má, con đói bụng lại. Ở chừng té nha, à, mọi người đang chụp hình. Đi qua má. Mình đi một hồi là cái chân mình nó cũng khá là nóng rồi đấy. Thấy ở phía sau có tòa sen đẹp không chị Phú? Quá đẹp. Đây, bây giờ mình đi qua phố đi bộ nha. Đây. Alo chị. Chào chị, trời ơi. Ok. Tự nhiên điên lên chứ. Bước lại đi. Sao nay gặp toàn là người nổi tiếng không vậy? Ok, cảm ơn. Dạ, cảm ơn em nha. Dạ, dạ em cảm ơn chị. Nga Nga cũng Nga cũng theo dõi em bên Úc Philly với lại anh Khánh nhiều lắm, coi hoài luôn, thích lắm. Dạ, thôi chị em mình chụp tấm hình nha. Dạ, chụp tấm hình đi. Dạ, vô má. Đây. Chúng em chụp cho. Rồi má đứng luôn, ok. Vô má nhây, má nhây vô. Rồi, mấy cô đi. Đi niệm. Thôi, vô nè chị. Có dừng xe em bé. Cả nhà ơi. Ngài dắt mấy cô đi đâu? Bây giờ là mình sẽ đi ăn vặt với Long Khánh của em. Sau đó là mình sẽ đưa ba má Nhi đi kiếm một cái nhà hàng quán ăn nào đó đưa vô ba má Nhi ăn cơm ngon ngon. Phú ơi, trứng nướng ngay đầu cổng chợ luôn, mình chiến đi cô ơi, trứng nướng đi cô ơi. Dạ bây giờ má ăn trứng nướng không? À, ba năm cười kha ba năm. Dạ, Ngọc cho em một trứng. Rồi bé Ngọc một trứng nè. Ăn cái gì chờ, anh Phương ăn cái gì? Anh ăn cái gì nướng nướng kìa. Nướng bò lá lốt. Rồi một cái bò lá lốt mình đi ăn vặt thôi. Tí mình lại đi kiếm quán ăn mình ăn. Rồi vậy là hai cái bò lá lốt đi. Cho ba dạ. Trứng. Còn má thì cái trứng được rồi. Rồi con một cái trứng luôn. Không con. Trứng nướng Đà Lạt hả? Nhà đây là bạn Kim Thơ nha, rất là thần tượng mình. Bạn Kim Thơ có một cái tour du lịch trời nổi Cái Răng nè. Kim Thơ với số điện thoại là 0965 835 406 nha, gọi điện 24/24 là bạn Kim Thơ sẽ có mặt để mà đón mình ở ngay chỗ thành phố Cần Thơ. Dạ, nha cả nhà. Em nếu mà lấy tàu nhà đúng không, lấy bánh nha. Dạ. Sumo thì có được ưu tiên giảm giá gì không? Dạ ưu tiên giảm giá luôn. Bao nhiêu phần trăm? Dạ 20%. Giảm 20% nha cả nhà. Nếu mà cả nhà lấy bánh nha Sumo gọi cho bạn Kim Thơ, đây là tàu nhà với số điện thoại là 0965 835 406 nha, liên hệ bạn Kim Thơ xinh đẹp nha. Đó giờ mình đi tiếp vô trong chợ nha cả nhà. Đi đứng đó lắc cái mông. Giống quá. Mắc cỡ quá đi. Đây à, cho mình mấy ly nước mía đi bạn ơi. À, đây nước mía bên đây hay là bên đây? À, còn bên đây bán gì đây em? Chanh nè nha. Chà chanh là cái gì vậy em? Ô chanh này là chanh Mỹ nè. Ừ chanh Mỹ đó. Thơm lắm. Cái chanh này chồng. Cho chị lắc thử ra. Ồ, cầm lắc hả? Vậy đó đúng không? Giữ chặt đúng không? Dạ mình giữ lắc. Ồ, chanh này lắc này hả? Rồi đây. Lắc cái này chắc rớt cả hạt. Rồi cho một ly này đi nha. Ờ cho mấy em một ly này luôn. Hai ly nước mía đi. Hai ly nước mía. À má uống gì? Má uống trà chanh nha. Má uống chanh dài là ba chanh dày. Ba ly chanh này đi. Đang làm gì kìa cả nhà, ô rình quá. Bắt gặp tại trận nha. À, bắt gặp tại trận rồi. Ôi ốc hấp. Wow. Hấp xả. Hấp xả. Chị Phú ơi, chảy nước miếng. Đây là nước mía. Còn đây là làm cho chị một ly nước chanh cho má chị. Đừng có ngọt quá nha. Ok. Ăn bánh trứng không chị? Bánh trứng gì cơm cháy kho quẹt. Bánh trứng với cảm giác không? Cái Cần Thơ phải ăn cơm cháy kho quẹt. Cơm cháy kho quẹt. Bánh trứng là bánh này đúng không? Em đổi cho chị bánh trứng cho ăn thử em. À, em tên gì á? Dạ em tên Tới chị. Dạ rồi. Nay xin biết vui em Tới. Dạ, dạ. Quán 7 này là cái tên dạ, của má 7 là. À má nuôi của em, ok. Bạn Tới rất là dễ thương cả nhà. Nước mía của em ngọt đấy. Dạ nước mía này của bên chị Hà bán. Còn bên em là bán nước chanh nha. Nước chanh đây. Nước chanh mình đang mua. Dạ. Của má 7. À, má 7 ở Cần Thơ. Cơm cháy kho quẹt. Dạ, cho em xin một tấm hình nha chị. Ok dạ. Đâu, ai cầm máy đâu. Rồi. Đây là cơm cháy trà bông của má 7. Thử thôi.
cho thời gian nha, chờ đợi cuối cùng là đến rồi nè. Như vậy là ăn được đúng không em? Dạ. Rồi lấy ra cho chị luôn. Đúng. Em nhá, cảm ơn em nha. Ăn ở đây luôn em, ok. Quá tuyệt vời. Đi, đây cả nhà. Đây chính là món cơm cháy. Cơm cháy gì chị Phú? Cơm cháy trà bông. Đó. Cái này là nếp cẩm. Nếp cẩm đặc biệt. Thì mình biết chị Phú thích màu tím. Còn đây là bánh trứng, là hồng đạt nha. Thì nếu mà cả nhà muốn coi thì hãy qua kênh Long Khánh của em nha cả nhà. Ê. Mình đi bộ, dạ Phú đi bộ xong mình sẽ mời Ba Năm và má Nhi đi ăn một bữa cơm tối với mình. Tự nhiên con thèm lẩu bò quá. Rồi, chúc má con ăn lẩu bò đi. Lẩu bò nha. Yeah. Ôi, quá giỏi rồi. Trời ơi, má Nhi nặng, má Nhi nặng bao nhiêu ký? Má có đặt tàu đi cho nổi cho không chị? Dạ, ok. Trọng má Nhi đi qua cái phố đi bộ luôn. Qua luôn, lấy ra nữa. Giỏi quá, không ngờ thiệt á ta ơi. Dạ, nhỏ nhỏ mà có sức không á? Rồi, quá. Chị Thơ. Rồi qua tới cũng mới đi bộ luôn về lại trộn luôn bán cái trứng nướng luôn. Rồi, cũng luôn. Hạ cánh an toàn nha. Cho nên cho má Nhi tự chọn đi. Má Nhi muốn chọn gì? Cô một phần hấp nha. Dạ, hấp tình của bánh trắng nè. Của bánh trắng con. Rồi một phần đó là cái gì mà sỏi vô cái cây xả rồi nước. Rồi, hai phần rồi, má chọn hai phần rồi. Ok, rồi. Rồi. Mình có lẩu bò không em? Có chị. Trời, vô từ sáng giờ chị chỉ thèm cái lẩu bò à. Em có lẩu bò. Là có những cái gì em? Lẩu bò năm sánh cả nhà, đây nhiều nhiều các món lẩu luôn á. À, lẩu giận, lẩu sườn tươi. Lẩu sườn tươi, lẩu đuôi, lẩu hột vịt lộn, lẩu bính bò. Hello anh. Đây là anh Sơn chủ quán. À dạ anh Sơn chủ quán lẩu bò năm sánh. Dạ. Dạ, chào anh, chúc sức khỏe anh. Dạ. Dạ chào anh, dạ. Hôm nay chị Nga ghé quán ủng hộ là quá vinh hạnh rồi. Trời chúc ơi. Một buổi tối ngon miệng nha. Dạ em cảm ơn. Anh tên gì? Anh tên Sơn. Anh Sơn đây cả nhà, đây là anh chủ bò năm sánh nha. Thì nếu mà cả nhà có dịp đến Cần Thơ thì có thể là ghé đây. Vì Nga cũng nghe má Nhi, nhờ đúng má rồi. Nhi má Nhi nói là lẩu bò năm sánh này rất là ngon. Thì địa chỉ Nga sẽ để trong phần nội dung mô tả nha. Má Nhi ăn đi rất là nhiều. Đấy. Ở đây là bò tơ năm sánh là số 1. Dạ, nhất anh Sơn rồi đấy. Được má Nhi khen là biết rồi. Cho nên má Nhi năm sánh là ngon số 1 hả con thơ. Má Nhi khen ngon là mình phải ăn thôi. Cảm ơn Sơn nhiều. Thì từ sáng giờ má Nhi no. Má cảm thấy chưa no. Ôi, má cảm thấy chưa no. Con còn mới đang gọi 1 ký bê tươi nữa là mình nhúng vô cái lẩu này cả nhà. Thật ra là sáng giờ ăn 4-5 lít rồi, nhưng mà tự nhiên hai má con thèm lẩu bò ngang. Đúng rồi. Cái xong rồi má nói là thôi đi có một cái quán lẩu bò má đưa con đi đó, giờ mình đang có mặt ở lẩu bò năm sánh nha. Đúng rồi. Đây đây là cái nước lẩu bò đây cả nhà. Cái nước lẩu bò này á là để mình nhúng vô như vậy nè. Để mình nhúng bắp bò tươi vô đây. Đây mình có gọi cái phần bắp bò này. Biết là mọi người bữa nay rất là mệt cho nên mình sẽ gọi những cái phần này ăn rất là bổ dưỡng. Bên cạnh đó là có hột vịt lộn. Tí mình sẽ đập vào. Đấy. Và cho nước lẩu bò sôi đã nha. Bây giờ mình sẽ mời má Nhi và mọi người thưởng thức cái này trước. Đây má Nhi, đây là món gì má Nhi nhờ? À, món này là món bò tơ hấp. Bò tơ hấp, đây con mời má Nhi. Đây, má Nhi ra gần nha. Đây, bữa nay hai má ngồi kế mình luôn.
cho má mình. Đây con mời má. À bé Ngọc, sáng giờ bé Ngọc quay cũng đuối lắm rồi đó cả nhà, tội nghiệp em ấy lắm. Đấy. Bé Ngọc rất là nhiệt tình, con mời ba, ba năm. Rồi má thử ăn trước đi má. Rồi, má ăn trước nha. Dạ. Yeah. Chung má cũng má con giống nhau. Dạ. Ăn thì sáng giờ cũng nhiều rồi. Nhưng mà mình vẫn thích bọc. Dạ con cảm ơn má hôm nay rồi. Rồi, ăn này nha. Mình mới có dịp được ngồi với má Nhi chứ bữa ra Sapa TV là hai má con mình không có được tâm sự với nhau. Đúng rồi. À, tự nhiên cái đi ăn bún bò, à, đi ăn phở bò má thích quá má kêu. Bây giờ má quyết định rồi. Má nói lại câu đó đi con quên rồi. Má quyết định gì? Để mà lúc mà má nhận con ấy má quyết định là má kêu cái gì à? Má sẽ không nhận đứa nào nữa, má nhận mọi bé Nga nữa là má. Đúng rồi. Ừ. Má nói là bây giờ em nhận một đứa con nuôi thôi. Tại vì má đã suy nghĩ ở nhà sẵn rồi nha. Gặp nó là phải nhận một đứa con luôn này nữa là cuối cùng. Cuối cùng là má ra đó là má mới hút con luôn đó. Hút con luôn. Quá tuyệt vời luôn. Mà má của mình thì không có uống được nước ngọt cho nên nó uống trà đá nha cả nhà. Đây mời cả nhà nha. Má chấm thì mắm mềm á, ăn thịt kìa. Thầy mời bé Ngọc nha. Cái miệng bé Ngọc ăn tương lắm vậy, khai thác gì. Xinh lắm. Đúng rồi em. Ngon không, ngon không? Đây mình thấy bé miệng bé Ngọc ăn là mình thèm rồi. Quán quá là đông. Mời cả nhà nha. Dạ ngon. Đây. Con gọi nhiều món lắm. Đây, ba năm cứ ăn đi nha. Nè bữa nay quá vui luôn. Sao ba năm? Dạ. Còn đây là chúng này hay chúng này ăn á. Cái này món gì má? À cái món này là bò cuộn xả. À còn đây là cái gì đây em? À bê nhúng vô đúng không? Đây cả nhà bê tươi đây. Đó mình gọi rất là tươi nha. Đó nước lẩu sôi rồi tí mình chỉ nhúng vô là mình ăn thôi. Nè để đây. Đây là đũa dùng chung. Tí mình sẽ bỏ cái phần đuôi này vào cái lẩu này. Đấy, bây giờ mình sẽ là bê nướng xả của má Nhi nè. Mời má Nhi nè. Mời má Lệ. Đây bé Ngọc. Ba năm ăn nhiều vô ba năm. Vô mời cả nhà nha. 1, 2, 3 vô. Mời cả nhà nha. Ui mềm. Ôi má. Ngon mềm con. Ăn xả phải không? Wow. Ôi trời cái môi cứng. Ăn cái môi thấy cưng lắm biết kìa. Ăn miệng không? Cho em mà đẹp. Ai mà chơi bé Ngọc là em dội ngay. Ngon quá. Nè, tá má Nhi nè. Ngon quá trời. Cái này là bò cuộn xả nha cả nhà. Kêu cho nó ngon nữa. Ngày xưa ba năm yêu má Nhi là cái miệng đúng không? Gật đầu luôn. Thôi vô cả nhà ơi. Rồi. Ở đây ai cũng lái xe cho nên không ai uống bia rồi quá nha. Vô 1, 2, 3 vô. Vô. Chết má. Đây ba năm. Nè. Anh Vương. Bước vào. Ngập mồm vô. Ngập mồm vô. Má con thì ăn cái miệng giống nhau quá trời. Ngon. Ngon. Thôi, cho Long Khánh quen một miếng. Rồi. Má ngon. Cho bé Ngọc ăn cho đã. Cho mấy mắm nêm. Xả. Ừ. Dĩa này là đặc thế à. Cho ra một em đi. Thôi bỏ nè. Đây đặc biệt có cái rau gừng nha. Dạ. Con. Rau gì mất? Rau gừng á. Rau. Cũng rau
quế vị giống má, nhưng mà quế vị này là rau rừng, rau riêng nha. Của má thì ở trong lứ sạch, cái này ở ngoài. Ở ngoài nó trồng. Đúng rồi. Thôi bây giờ nghe nếp lộ cái đuôi bò vô đây. Đây cả nhà. Ngon chưa? Đấy. Ở đây mọi người đều ăn được hộp vịt lộn đúng không ạ? Được hết rồi. Ok. Thì con sẽ đập hộp vịt lộn vào đây. Đây, hộp vịt lộn phải lắc như vậy nha. Đấy, lắc như vậy. Lẩu bò, 3 năm ăn được hộp vịt lộn đúng không? Được, được. Dạ. Yeah. Mình, đây là bê. Đây chiếu cả nhà coi, đây là bê tươi nè. Đấy, bê tươi nè. Đấy, còn đây là bắp bò nha. Bây giờ là mình sẽ nhúng bê trước. Ăn má Nhi ăn chín hay ăn sống hay là ăn chín vừa? Rồi, chín à, ok, mình nhúng một đống chín vô đây cho mọi người luôn. Bê trước ha. Thái bò. Mấy gì ăn bún không? Ba đồ ăn bún không? Hay là ăn nước? Ok. Hát karaoke nữa nhé. Hai. Nhìn ngon chị Phú. Hấp dẫn á. Chị Phú trốn cả nhà, tại chị Phú này mới quất nguyên một đống bánh, bánh gì? Bánh gì quên rồi chị, bánh gì tròn tròn à, cơm cháy trà bông của má Bảy. Chính như vậy là được rồi ha. Đây. Đấy, bê nhúng như vậy là ok nè cả nhà. Đấy. Đây có múc nước, nước nha má nha. Đây con bơ con. Má. Này. Đây, tí là đuôi bò đã chín làm chín sẵn rồi. Đây múc cho má miếng đuôi bò luôn. Trứng lộn thì từ từ ăn sau. Đây má Nhi đuôi bò. Đây từ từ. Đây. 3 năm. Khu này là B nè. Ba đuôi bò nhá. Ô củ này củ gì không biết luôn. Củ mì. À củ mì. Đây đuôi bò. Củ mì. Ở đây hết cái là có người chăm nước anh Phương. À nhúng anh Phương này, anh Phương thích ăn B lắm. Phương bảo mình Phương thích ăn B. Ngập vào đây. Anh Phương. Rồi, cảm ơn em. Đây nước dùng nè anh. Đuôi bò luôn. Đấy, mọi người dùng nha. Đấy, bây giờ là ai ăn rau má nè, ba mình thích ăn rau má, nhúng rau má vô để góc này. Rồi, má Nhi ra đòn đi má Nhi. Rồi, má đi ra đòn. Nha. Rồi, đây. Bê thui đấy, má Nhi thích đấy. Bê thui, má chấm chao đi. Mềm ngon. Được không? Được không? Ngon. Ngon. Ngon má. Mềm ngon. Đây má, con mời má. Chung là mềm. Má ăn mắm nêm hay là... Má ăn mắm nêm. Ờ, mắm nêm ok. Mắm nêm. Ít là má cay lắm á. Ngon quá. Ngon không? Chỗ mềm. Đó ngon. Mềm ngon. Mềm. Mềm ngon. Cảm ơn con nha. Ok, mời cả nhà nha. Mềm không? Mềm. Mình thấy cái nước lẩu thôi. Nước lẩu ngọt ghê. Quá nhiều thịt không? Mình thì thích ăn hồng đào như vậy. Ba. Ba. Vô ba. Nè. Hai à, em mình, hai em mình cụng cái coi. Cụng á à? Ngon. Làm cái đuôi đi, cụng cái đuôi đi. Ừ. Một. Hai. Ba. Vô.
bò mình nó. Con bò ăn ngon. Đây bây giờ con múc cho mọi người quả hồ vịt lộn. Ăn nước đi nước này rau chín nè. Ba mình thích hồ vịt lộn lắm. Lắm rồi con. Để cô lý ăn chưa? Chiều quá trời. Đây ngon chưa? Đây má ăn. Má nhì. Má ăn được trứng không? Ồ má mình không ăn được trứng nha cả nhà. Đúng không? Cảm ơn em. Này bé Ngọc. Đây trứng này. Cho bé Ngọc nguyên cái đuôi luôn. Này mình trứng lộn luôn. Cha mấy nước vô. Đó bà lấy rau đi ba, bà lấy rau đi. Thôi bây giờ là mọi người cứ ra đòn nha. Ai ăn cái gì thì nhúng vô nha. Đó, đó. Cứ gấp nhúng như thoải mái. Con là đây bắp bò đây. Để một góc này, ai biết món nào nằm đâu thì mình cứ lấy thôi. Bắp bò vô. Nhồi ngon chưa? Đây. Đến giờ bữa nay má ăn không những nó ngon miệng dạ, mà vẫn ăn được hoài á con. Dạ, má ăn ngon miệng là được rồi. Bắp bò này mau chín lắm nha. Mình trùng sơ sơ cho mọi người thôi. Đây bé trứng còn thiếu của bé Ngọc miếng nè. Ồ anh Phương thích ăn rau ha. Nhà thì thích ăn sống sống như vậy. Đấy mình thì thích ăn bắp bò sống sống, còn mình trụng chín cho mọi người. Sống. Còn đây là chín nè. Đợi một xíu. Đây chín luôn. Đây chín ngon như vậy nè ba. Má ngon. Má. Cái này. Cảm ơn con nha. Trời ơi, con lo cho ba má ăn không có ăn được. Con ăn từ sáng giờ 4 năm tăng rồi, nhiều lắm rồi. Ngon nghe, mình chọn lựa hôm sai nha. Mình chọn lựa hôm ăn nấu rồi, bữa nay ăn được. Nếu mà mềm ngon là bắp bò ngon rồi. Được rồi mấy nhiêu? Ừ. Cái này là bò tươi luôn đó má, nên đúng là nó thấy nó mềm. Đúng, mềm má coi. Mọi người ăn gấp lâu rồi vô nhau, có thịt rồi. Tay nhúng vô thoải mái luôn. Chú, chào cho chú. Nhúng vô ăn mới ngon. Ngọc ăn rau đẹp da hả? Mình ăn miếng bún. Hai vợ chồng tình cảm à. Mình cứ ăn nhúng nhúng như vậy thôi nè. Nhúng ăn này. Chè miếng nước. Cái lẩu này có phải mì đó nha. Dạ. Em ăn bún không nghe lấy cho em. Để em chút nha, em thích nhúng. Ok, nhúng đi, ngon lắm. Em nhúng tái tái thôi. Dạ. Miệng ăn ngon ghê luôn á chị. Ê, má con mình, ba má con có miệng ăn ngon. Ăn tái tái luôn á. Nghe ăn ngon luôn á. Tái miệng ngậm ăn tái luôn. Wow, bơi đùa tái chứ nghe chắc đủ rồi nha. Đủ em, nó má nhúng như thầy má. Ngon. Ngon. Nước ngon quá. Chấm vô. Cái mắm này bảo đảm là cái miệng của Ngọc là nhiều người thích rồi đó. Mềm. Nếu nhúng như vậy ngon. Đó, đây cả nhà ơi. Đấy, bò, đúng bài luôn. Bò tơ là phải nhúng như thế này. Đúng bài luôn. Bò tơ là phải nhúng nha. Lúc nào ăn cũng ngon hết trơn. Mời đại gia đình nha. Ngon.
này coi. Miệng bánh này cũng ngon, ngọc cũng ngon. Ăn biết bao nhiêu mà giờ phải ăn bún nữa, hay quá. Đây, má cho miếng chào. Dạ. Ừ. Má Nhi ra đòn đi má Nhi. Rồi, má Nhi ra đòn đây. Hai, má Nhi ra đòn. Hai. Má Nhi đây. Ừ. Má Nhi ra đòn nha. Ăn đơn giản nhưng mà thấy ngon nha. Dạ. Cái má nè. Má nè. Mắm nêm. Mắm nêm. Rồi má nó sợ. Má không cay đâu. Không cay đâu, má chấm ít thôi, con không có ghen. Má ăn được có cay không hả? Ngon nha. Cay không? Không cay. Ngon. Quá khôn luôn. Dạ, mình không có cay nên. Mềm đúng không? Dạ. Mềm, đúng không má? Đúng như vậy. Ngon. Mềm mà ngon. Đó, em nhúng thoải mái vô chị nha, còn gọi nhiều lắm. Đó, nãy mình chưa ăn được cái đuôi bò nữa nè. Cái nước lẩu nó ra ngọt. Dạ, cái nước lẩu ngon không bà? Ngon quá. Còn cái nhúng nhúng này để cái nước cho bà là phải. Vậy à, bà thích ăn nước hả? À? Trời ơi. Ngọt ra hết. Đây mình à, để đây mình ngâm cho nó nguội đi, tí mình à, chấm thử nha. Đuôi. Đây. Nước ra cái nước lẩu bò ngon. Dạ. Bê tươi nhúng vào cái nước càng nhúng càng ngọt. Nước còn ngọt. Nước cam ngọt. Ôi. Cái nước ngon quá. Cam cái nước. Giờ bụng luôn. Cà rốt nè. Lô lũ. Ô. Tiên đơn, tiên đơn. Ô, có liền. Ăn ai chứ bé Ngọc. Ăn đu đục có nhiều bổ dưỡng lắm nha. Mấy đây. À, đây. Mì. Rồi, đây củ mì, rồi củ mì, dễ thương chưa? Củ mì. Củ mì nè, rồi má là củ mì luôn hả? Củ mì. Chết rồi, thịt cá không ăn được ăn củ mì không à. Đây ba củ mì. Hai, ba năm củ mì luôn. Củ mì hả? Ok má, củ mì đây luôn. Trời, ăn thịt cá không ăn. Thật ra là mình nó quay clip nhiều khi ăn thịt cá nhiều quá ngán lắm cả nhà. Rồi, anh Phương. Là mình ăn rau rác đồ vô đó, công nhận lần đầu tiên mà cái lẩu bò có củ mì nha. Củ mì rất là ngon. Nhưng mà cái lẩu này có củ mì hay quá ha. Nha, ngon. Mình có được miếng đu đủ. Đu đủ có củ mì, dạ. Nước nó ngọt. Ăn như vậy là ngon nhất. Đó, nhúng như vậy đây. Dạ thôi được rồi ba. Con còn gọi thêm cháo, thêm đồ mọi người nữa. Còn chưa? Chấm ở đây. Thích ăn vậy em á? Ừ, đó, nhịn ngon con. Ngon quá, ngon luôn. Ngon mà. Hương quá, hương quá. Hương quá rồi, hương quá rồi. Mắt cầm mắt. Ngon. Rồi. Cũng bị bùi rồi má. Bùi ngon quá con ơi. Ba năm nhìn rất là dễ thương nha. Lúc nào cũng ai làm gì làm. Nãy tôi thấy ba năm là ngắm má Nhi luôn nha. Con ngắm không? Má Nhi còn khen ba năm là ngày xưa là hát nè. Chết người luôn ấy. Hay lắm ấy. Mê giọng trẻ. Mê giọng mát. Trẻ nếu hát nhạc là ba năm hát như Duy Khánh. Wow. Rồi, còn về ca cổ thì ba ít rất ít hát. Nhưng mà bây giờ ba hát như vậy là con hiểu rồi đó. Quá hay luôn, quá xuất sắc luôn. Cổ hay mà nhạc hay. Nga. Đây em. Hả? Trai tài giá sắc. Quá xuất sắc luôn á. Con biết rồi. 4 giờ đến 5 giờ sáng cứ lang thang ở ngoài Lào Cai á, tự nhiên 2 giờ xong ra. Ừ. Nó chỉ rồi nó đau ở đâu cái đạp cho cái nghĩa anh đây. Nghĩa anh em. Nghĩa anh em được nó mới là chặt cái. Bị tách ra, bị tách ra. Mà nay người đó đi hết rồi. Review miếng đuôi bò. Cũng không quá mềm, cũng không quá giòn, nhưng mà cũng không quá dai, vừa ăn được.
Ôi. Hôm nay chắc mình phải nghỉ sớm á cả nhà. Tại vì ngày mai là 5 giờ sáng là anh em mình lên đường anh Phương ha. Để cho anh Phương nghỉ với ba nghỉ sớm. Bây giờ cũng gần 11 giờ đêm rồi. Đi về để mà má Nhi còn chạy về từ đấy chạy về nhà má Nhi là bao nhiêu cây má Nhi? Gần 20 cây. Gần 20 cây đó. Mà cho nên hôm nay là ba chở má cho nên ba cũng không dám uống bia rượu cả nhà. Đúng rồi. Đó cho nên mình phải tôn trọng luật an toàn giao thông. Đó thì Nga cũng cảm ơn hôm nay là ngày trước là có lỡ hẹn với má Nhi. Thì hôm nay buổi trưa đã tới nhà má Nhi ăn cơm rồi. Đó nhưng mà quý mến má Nhi quá đó. Má Nhi ơi đáng lý là con đi lên nhà em Song Hỷ. Là đến là chiều nay đi luôn nhưng mà nó là thôi mình muốn ở đây chơi với má Nhi một đêm. Cho nên mình rất là nói là má ơi nếu mà má quý tụi con thì má cho phép con được đưa má với lại ba đi dạo Cần Thơ một đêm. Đó cho con có cái kỷ niệm thì con cảm ơn má Nhi rất là nhiều. Má Nhi cứ nói Nga một câu là Nga ơi má nuôi cá đó con về má cho hay là má trồng cái này má cho. Thì Nga nói luôn má ơi má đừng cho con cái gì hết. Má cho con một điều thôi đó chính là niềm vui và sức khỏe. Đó là cái điều má cho con là lớn nhất là như vậy. Đó con cũng mong ba như vậy thì con cũng xin kính chúc thay mặt đại gia đình của Nga Sumo và chị Phú Long Khánh của em đang cầm máy quay giúp Nga. Con gửi lời cảm ơn sâu sắc đến má và ba đã ngày hôm nay là đã cho con khám phá nền ẩm thực của vùng miền Tây sông nước và món làm mắm truyền thống của má, đặc biệt là món gỏi vịt bạc hà đã thất truyền của gia đình. Vịt xiêm nướng lá bạc hà. Vịt xiêm nướng lá bạc hà đó là những cái điều mà mình chưa bao giờ mình trải nghiệm qua được. Thì con cảm ơn má rất là nhiều. Đó, con cũng cảm ơn má mình luôn đồng hành với mình nhưng mà má mình thì Nga cũng nói trên video của mình luôn là má mình thì sức khỏe không có được tốt cho nên má với ba sẽ không có thường xuyên lên video. Tại vì Nga chỉ muốn là đưa ba má đi chơi cho nên khán giả cũng nói là Nga ơi Nga đưa ông bà đi chơi thôi chứ đừng có để cho ông bà ăn nhiều quá hay là quay nhiều quá. Những ý kiến đóng góp chân thành Nga xin ghi nhận. Nga cảm ơn đại gia đình rất là nhiều. Đó còn má Nhi muốn gửi gắm gì không? Má Nhi nói đi. Một lần nữa xin chào tất cả anh chị em trong nước ngoài nước. Hôm nay là mình thật là vui được ba của Nga và mẹ của Nga cùng các con gái con trai đã đến với quán Nhi Ông Môn Cần Thơ là chỗ má Nhi đó. Má rất là hạnh phúc. Má chúc con và gia đình con, ba mẹ con thật nhiều sức khỏe, vui vẻ, hạnh phúc nè. Rồi những cái khách mà hồi xưa giờ đã ủng hộ con, má mong sao mọi người thương yêu con nhiều hơn nữa. Con cảm ơn má. Còn nếu như là gia đình muốn ăn cơm của má Nhi nấu hay là những món đặc sản vùng miền sông nước, có thể là liên hệ với má Nhi qua số điện thoại nào không ạ? Số điện thoại của má Nhi là 0939 288 116. 0939 288 116 nha cả nhà. Gặp má Nhi gặp và ba năm nha. Ba năm. Thôi thì Nga xin phép dừng clip tại đây. Như câu Nga nói không phải là thức ăn không ngon mà là các bạn chưa tìm được món mình thích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Cảm ơn đại gia đình đã yêu quý kênh Nga Sumo nha. Nếu mà được thì xin cả nhà hãy cho Nga một cái like, một cái đăng ký, một cái chia sẻ nha. Yêu thương cả nhà nhiều lắm. Love you.